quý vị chúng ta đang theo dõi YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, nếu bạn nghĩ mình là một trader chân chính, vậy thì bạn có đang theo đuổi một công việc khác ngoài trading hay không? Đây là điều khiến nhiều trader cảm thấy băn khoăn. Nó không những ảnh hưởng đến việc giao dịch mà còn tác động đến công việc khác mà trader đang theo đuổi. Video ngày hôm nay sẽ giúp bạn thay đổi cách tiếp cận cũng như là cải thiện hơn trong việc kiếm tiền từ trading bằng cách trả lời một số câu hỏi sau đây. 1. Tại sao bạn lại muốn giao dịch? Khi bắt đầu trading thì ai cũng mong muốn kiếm thật nhiều lợi nhuận, nhưng bạn phải hiểu rõ mục tiêu chính của mình là gì. Có nhiều người muốn từ bỏ công việc văn phòng, hành chính và bắt đầu công việc tại nhà, làm chủ bản thân, độc lập về tài chính và có thể tự do thời gian để đi du lịch, đúng không nào? Nhưng thực tế trading không cần phải là những thứ xa hoa đó. Điều mà bạn mong muốn đơn giản chỉ là kiếm được tiền để cải thiện cuộc sống của bạn hơn. Đúng vậy, chúng ta giao dịch vì chúng ta muốn kiếm tiền. 2. Vậy tại sao bạn lại giới hạn bản thân chỉ trong một nguồn thu nhập duy nhất? Có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn giờ đồng hồ để giao dịch, đầu tư hàng chục ngàn đô nhưng vẫn không thể kiếm được lợi nhuận từ thị trường này. Nhưng họ vẫn không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục giao dịch, hy vọng sẽ gỡ gạc lại. Điều này sẽ tạo ra một trạng thái tâm lý áp lực, khiến cho giao dịch của họ trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn cứ luôn tin rằng trading là con đường thành công duy nhất, thì bạn đang tự gây áp lực cho bản thân và luôn rơi vào tình trạng lo lắng. Nhưng vậy, tôi nghĩ bạn không nên trading, mà nên theo đuổi một công việc khác để tạo ra nguồn thu nhập trang trải cho cuộc sống như là freelancer, nhân viên văn phòng hay là đầu tư bất động sản. Vì không có một tập đoàn lớn hay các thương hiệu nào thành công với một sản phẩm duy nhất, tất cả các doanh nghiệp thành công đều có rất nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Điều số 3, trading và phương sai. Phương sai là một thành phần rất quan trọng trong cuộc sống của các trader. Thậm chí nó còn quan trọng hơn đối với những ai đang giao dịch toàn thời gian. Bạn sẽ không bao giờ đoán được điều kiện thị trường sẽ thay đổi và tác động tiêu cực đến giao dịch của mình. Kể cả các trader chuyên nghiệp cũng có khoảng thời gian dài không kiếm được lợi nhuận nào, nhưng không phải họ giao dịch tệ mà là do sự tồn tại của phương sai xen kẽ giữa các giai đoạn trên thị trường. Nếu bạn chỉ phụ thuộc vào thu nhập từ mỗi trading thì bạn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề mỗi khi phương sai xuất hiện, không chỉ từ góc độ tiền tệ mà còn về mặt cảm xúc. Chẳng hạn khi bạn phụ thuộc vào kết quả giao dịch của mình và đột nhiên thị trường đảo chiều, lúc này bạn rất vui và cá rằng các dòng thu khác bù đắp cho giao dịch của bạn. Điều số 4 là trở thành một trader giỏi hơn nhờ sự bận rộn. Nếu bạn là một swing trader, bạn đã có một phương pháp kiếm lợi nhuận hiệu quả, phân tích thị trường kỹ lưỡng, thì bạn sẽ có một ngày giao dịch rất bận rộn. Những swing trader sẽ cảm thấy chán khi cả ngày chỉ quan sát vào các biểu đồ. Để giảm bớt cảm giác buồn chán, bạn hãy tìm cho mình thêm một công việc khác để hạn chế tiếp xúc với các biểu đồ. Trong khi tạo thêm thu nhập song song với trading, bạn vẫn có thể nhớ vào các cảnh báo giá để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì trong giao dịch. 5. Xây dựng cho tài khoản của bạn. Việc có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau sẽ giúp cho tài khoản của bạn phát triển đều đặn. Hãy để trading thành một công việc thoải mái, vui vẻ. Chỉ cần cởi mở tư duy như thế, bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều điều thay đổi trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.